À, mà tương đối các bạn mà dễ để ta đánh trong những bài nhạc phẩm như là những bài phố hoa hay các bài nhạc nước ngoài. Sau đây là thể loại điệu swing pop. Điệu swing pop này là có nguồn gốc của điệu disco. Chúng ta sẽ nghe cái đất điệu swing pop và swing. Đây là điệu swing pop. Chiều là tiếng tôi bước mong chờ từ hôm về hôm nay đã vẫn mong chờ nhớ mãi ra người cháy trời bên cầu. Sau đây là đất của điệu disco. Chúng ta lưu ý là điệu disco là một thể loại rất là khó đánh. Nó đánh như ta biết chặt nhưng mà tempo rất là nhanh. Sau đây là điệu disco. Này có vẻ tôi đông luôn kìa. Và sợ nhé phố, phố đông người qua. Chờ anh vỡ, biết có lỡ ai cười. Thì anh sẽ nói tình ca. Khiến anh hụt hơi, chờ anh vỡ, sắp anh đã tư rồi. Thì xin anh quay, chậm chậm mà thôi. Ta cần lưu ý khi chúng ta đánh đàn thì chúng ta phải lưu ý cái phần tay trái. Chúng ta phải biết ngắt, nhắc nhã để cho cái nhịp nó không có gần vang cái tiếng. Và chúng ta phải lưu ý đến cái phần nhấn của từ phách, từ nhịp điệu để chúng ta đánh cho rõ. Thì có những cái điệu nhạc có khi nó phần mà khi đánh bình thường thì không sao, khi chúng ta đổi là nó có cái phần giống như là gãi, cái phải lưu ý cái tiết điệu. Chúc các bạn cố gắng để thành công.